Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vinh. Ngày hôm nay em Vinh sẽ giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị và các bạn chiếc xe Toyota Cross màu nâu rất là đẹp đang đứng cho bên em Vinh đây. Một màu được rất nhiều khách hàng ưa chuộng khi lựa chọn mẫu xe Cross. Đây là một màu rất là đẹp của nhà Toyota và đặc biệt trên mẫu xe Toyota Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này. Và chiếc xe Cross của chúng ta ở phiên bản của năm 2022 đã được trang bị gói an toàn Toyota Citizen thế hệ thứ 2. Cùng với đó đã được nâng lên gói bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km giúp khách hàng yên tâm hơn khi lựa chọn mẫu xe Toyota Cross phiên bản 1.8V màu nâu, nội thất màu đỏ rất là đẹp đang đứng trên bên em Vinh đây. Và mức giá lăn bánh chương trình khuyến mãi của chiếc xe này sẽ như thế nào? Em Vinh sẽ gửi tới quý anh chị hết trong video ngày hôm nay. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh nhớ nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh để đón xem nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Trước khi đi vào phần giá xe lăn bánh, chương trình khuyến mãi và chương trình trả góp thì quý khách hàng hãy cùng em Vinh trải nghiệm những cái option và tìm hiểu chi tiết hơn về chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V màu nâu, nội thất đỏ cùng với em Vinh nha. Riêng về những phần giá xe lăn bánh, chương trình khuyến mãi và cùng với đó là thời gian giao xe, em Vinh sẽ gửi đến quý anh chị ở phần cuối video. Nên đừng chuyển kênh, đừng dời qua video khác, hãy cùng em Vinh trải nghiệm chi tiết trước tiên về chiếc xe Cross phiên bản 1.8V được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này nha. Thì đầu xe chúng ta sẽ thấy được ngay cái cách thiết kế mềm mại, uyển chuyển và sang trọng của mẫu xe Cross, luôn là một chiếc xe mang lại rất cái ánh nhìn rất là tốt của khách hàng. Và thực tế trải nghiệm thì khách hàng đã biết được chiếc xe Cross này đã nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Đó là một điều không thể bàn cãi về mẫu xe Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này. Về cái cách thiết kế ở phần đầu xe thì quý anh chị sẽ thấy được ngay cái cụm đèn chiếu sáng phía trước của mẫu xe Cross được trang bị bóng đèn bi LED cho ra cái cường độ ánh sáng vô cùng lớn luôn và giúp khách hàng có một cái trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm khi chúng ta sử dụng mẫu xe Cross này. Đèn xi nhan sẽ được tích hợp luôn ở trong cái cụm đèn chiếu sáng phía trước này và đèn chiếu sáng ban ngày cũng sẽ được tích hợp luôn ở trong đây luôn nha. Rất gọn gàng và mềm mại. Tiếng xung phía dưới đây thì chúng ta sẽ được trang bị một cái ốp mạ chrome hình cánh cung ở phía dưới đây tạo điểm nhấn rõ ràng cho chiếc xe Cross của chúng ta. Đèn sương mù thì sẽ được tích hợp xuống phía dưới đây, cũng sử dụng bóng đèn LED luôn nha. Cross của chúng ta thì được trang bị tới 6 cảm biến xung quanh xe, bao gồm 2 cảm biến góc trước và 4 cảm biến ở phía sau. Cùng với đó, trên chiếc xe của chúng ta cũng sẽ được trang bị luôn cam 360 và gói an toàn Toyota Citizen thế hệ thứ 2, bao gồm cảnh báo lề làn đường, cảnh báo tiền va chạm, giữ khoảng cách với xe phía trước và đèn pha thích ứng thông minh AHB đều được trang bị hết trên gói an toàn Toyota Citizen của mẫu xe Toyota Cross nha. Và cái radar thì sẽ được tích hợp luôn ở trong cái logo này. Phía bên ngoài thì sẽ được trang bị hai cái thanh mạ chrome rất là lớn tạo điểm nhấn rất là rõ ràng cho chiếc xe Cross của chúng ta. Về tổng thể phần đầu xe thì quý anh chị sẽ thấy được cái sự mềm mại, sang trọng, lịch lãm được khắc họa rất là rõ nét ở trên chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V này. Còn về phần hông xe thì sao? Phần hông xe thì điều đầu tiên mà chúng ta thấy được đó chính là cái bộ mâm được thiết kế rất là tỉ mỉ và trau chuốt. Mâm thì được thiết kế dạng mâm đúc phay xước rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ được trang bị mâm 18 inch nha. Đó, rất là lớn luôn với một chiếc xe CSUV cỡ nhỏ mà được trang bị mâm 18 inch sẽ giúp chúng ta có một chiếc xe nó hầm hố và khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Thắng thì sẽ sử dụng là thắng đĩa 4 bánh luôn. Đó, đèn gió sẽ tản nhiệt và cái độ phanh nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Trên đây thì sẽ là cái đường cua lốp sử dụng là nhựa đen nhám của chúng ta, nhựa đen nhám luôn nha, giúp chúng ta nó linh hoạt hơn trong quá trình chúng ta sử dụng xe. Đó. Và cái nhựa đen nhám này thì sẽ được ốp xung quanh xe luôn, ốp xung quanh xe luôn. Nhìn chiếc xe chúng ta nó trường xe hơn rất là nhiều. Và Cross thì được trang bị với cái khung gầm TNGA thế hệ mới mang lại cho chúng ta tính linh hoạt, ổn định và tầm quan sát đó. Thì cái tầm quan sát ở đây thì gương thì được đặt xuống phía dưới cửa đây, giúp chúng ta sẽ có một cái tầm quan sát tốt hơn. Đó, trên gương thì cũng sẽ tích hợp luôn cả đèn báo rẽ, được sơn cùng màu thân xe, có chỉnh điện gập điện tự động và có luôn cả cảnh báo đi mù trên gương luôn nha. Tay nắm cửa thì được sơn cùng màu thân xe, có tích hợp luôn lúc mở cửa thông minh ở trên tay nắm cửa nên khi chúng ta ra vào xe nó rất là dễ dàng luôn. Có đường chân kiến mạ chrome, giá nóc thể thao được trang bị rất là đầy đủ nha. Và với khối động cơ 1.8 lít sử dụng hộp số CVT thì Cross của chúng ta chỉ tiêu hao hết 7 lít xăng đối với đường kết hợp thôi. Và đối với đường ngoài đô thị thì chỉ tiêu hao hết 5,9 lít xăng thôi nha. Rất là tiết kiệm luôn với khối động cơ 1.8 lít của chúng ta. Và còn cái phần đuôi xe thì sao? Phần đuôi xe, quý anh chị hãy cùng em Vinh tiến dần ra phần đuôi xe để xem chi tiết hơn về chiếc Cross phiên bản 1.8V này nha. Và đây là cái phần đuôi xe của chiếc xe Cross phiên bản 1.8V. Thì chúng ta sẽ thấy được ngay tổng quan về cái phần đuôi xe thì được thiết kế rất là liền mạch với những cái đường nhấn nhá rất là rõ ràng, tạo cái điểm nhấn rất là hầm hố và nó mang lại cái sức hút hơn cho chiếc xe Cross của chúng ta. Đó, có giá nóc thể thao, có cánh hướng gió phía sau, anten VK mập, xây kính sau gạt mưa phía sau, đèn báo phanh dạng LED trên cao. Đó,
Cụm đèn thì được thiết kế dạng 3D nổi, sử dụng bóng đèn full LED ở phía sau luôn, cho ra cái cường độ ánh sáng rất là tốt vào ban đêm để xe di chuyển ở phía sau nhận diện chiếc xe chúng ta dễ dàng hơn. Phía trong đây thì sẽ có một cái thanh mạ chrome rất là lớn tạo điểm nhấn ở phần đuôi xe và chữ cross dập nổi mạ chrome ở đây. Đó. Về an toàn phía sau như em Vinh có nói được trang bị tới 4 cảm biến, bao gồm 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc, và có hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau giúp chúng ta điều khiển chiếc xe cực dễ dàng, và kết hợp với cam 360 làm cho chiếc xe của chúng ta nó dễ điều khiển hơn rất là nhiều khi chúng ta là sử dụng chiếc xe Toyota Cross này. Đó. Về phần cốp xe thì sao? Cốp xe thì được mở cơ và hỗ trợ 2 tia thủy lực đẩy lên, và đây là cái khoang hành lý của chúng ta. Khoang hành lý thì sẽ được chia ra làm 2 khoang. Đó, phía trên thì sẽ để những cái vật dụng nhẹ ở phía trên đây. Đó, phía trên đây thì chúng ta sẽ để những cái vật dụng nhẹ nha. Đó. Và khi không sử dụng thì chúng ta có thể hoàn toàn gập lại và tháo cái thanh này ra, và phía dưới đây sẽ là những cái chỗ để chúng ta để những cái vật dụng nặng và không cần. Đó. Bánh sơ cua dự phòng, con đội, bộ dụng cụ bờ bánh xe, đổ kéo xe sẽ nằm ở phía dưới đây nha. Rất là sạch sẽ và gọn gàng luôn. Còn về cái phần nội thất của chiếc Cross này thì sao? Quý chị hãy cùng em Vinh tiến sâu vào phần nội thất để biết chi tiết hơn nha. Hiện tại thì em Vinh đang có mặt ở trong cái khoang nội thất của chiếc xe Cross phiên bản 1.8V của chúng ta. Thì chiếc xe này như em Vinh có nói ở đầu video, nó mang nội thất màu nâu đỏ. Thì quý anh chị có thể thấy được ngay cái tông màu nội thất này là màu nâu đỏ nha quý anh chị nha, rất là đẹp luôn và sang trọng. Trên đây thì cái phần này cũng sẽ được ốp bạc rất là đẹp nha, lên xuống kính một chạm chống kẹt, khóa cửa và gập kính điện rất là đầy đủ nha. Đó. Phía dưới đây thì sẽ là cái hệ thống đèn pha thích ứng thông minh AHB của chúng ta, và hệ thống điều chỉnh chiều cao của đèn bằng tay nằm ở đây nha, ngay đầu gối trái của chúng ta luôn. Cái cửa gió này cũng được thiết kế rất là chi tiết đó, với cái cách thiết kế rất là đẹp và được ốp mạ bạc cực kỳ đẹp luôn nha. Vô lăng thì được bọc da mạ bạc 3 chấu đó, tích hợp rất là nhiều nút bấm trên vô lăng đó, tăng giảm âm lượng, làm thoải rảnh tay. Gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm cảnh báo lệch làn đường và giữ làn đó, hệ thống cảnh báo tiền va chạm của chúng ta, ga tự động Cruise Control đều được trang bị rất là đầy đủ nha. Ghế thì với tông màu nâu đỏ rất là đẹp và sang trọng. Ghế thì sẽ được chỉnh điện 8 hướng nha. Đó, rất là đầy đủ nha. Rồi, về cái hệ thống đèn chiếu sáng phía trước của chúng ta thì sẽ là auto light tự động bật tắt kết hợp với đèn pha thích ứng thông minh AHB. Gạt mưa thì sẽ là gạt mưa tự động luôn, rất là đầy đủ. Màn hình phía trước mặt người lái thì sẽ được trang bị một màn hình đa thông tin 4.2 inch thể hiện đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật của gửi tới người lái trên đây, và những cái hệ thống an toàn ở trên xe đều sẽ được trang bị ở trên đây luôn nha. Và xe của chúng ta thì sẽ có cảnh báo xuất lốp luôn nha, rất là đầy đủ luôn đó. Và hai màn hồ cơ thể hiện vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Rồi, về sâu phía bên trong thì hệ thống giải trí thì sao, hệ thống điều hòa và hộp số thì sao? Chúng ta hãy cùng em Vinh tiến sâu hơn để trải nghiệm chiếc xe này nha. Hiện tại thì em Vinh đang có mặt ở trong cái nội thất của chiếc xe Cross phiên bản 1.8V của chúng ta. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được ngay cái màn hình giải trí thì được trang bị màn hình giải trí 9 inch khá là lớn nha. Và cái cam 360 của chúng ta sẽ được tích hợp luôn ở trên cái màn hình này. Đó, hệ thống cam 360 rất là sắc nét nha, cực kỳ nhiều góc nhìn để chúng ta có thể lựa chọn luôn. Đây là cam phía trước này, đây cái cam cập lề cực kỳ nét của chúng ta luôn nha. Và khi chúng ta đánh xi nhan bên nào thì ngay lập tức cái cam cập lề ở bên đó nó sẽ hoạt động ngay để chúng ta quan sát dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta điều khiển chiếc xe. Đó là hệ thống camera 360. Ngoài ra thì ở trên đây cũng sẽ có những cái hệ thống giải trí như là Bluetooth, radio, kết nối USB, Apple CarPlay, Android Auto để sẽ được trang bị rất là đầy đủ nha. Phía dưới đây thì sẽ là điều hòa tự động hai vùng và hai dàn lạnh của chúng ta, có cửa gió phía sau luôn nha, rất là thuận tiện luôn, chúng ta thao tác hoàn toàn bằng nút bấm luôn nha. Phía dưới đây thì sẽ là cái hộp số CVT của chúng ta. Đó, rất là đẹp nha, các thiết kế cần số cực kỳ đẹp luôn, hoàn toàn mới luôn. Và về tổng quan thì quý anh chị thể quan sát được ngay cái nội thất màu nâu đỏ này, nó toát lên cái sự sang trọng, cái sự quý phái của mẫu xe Toyota Cross. Đó, gương chiếu hậu trong xe thì sẽ là tự động chống chói luôn nha. Đó. Và trên phiên bản 1.8V này của chúng ta thì sẽ được trang bị luôn cả cái cửa sổ trời trên xe luôn. Đây, cái cửa sổ trời nha. Hiện tại thì ở ngoài nó đang mưa nên em Vinh không có mở được cái này ra để quý anh chị quan sát nha. Thì em Vinh sẽ mở hé hé thôi. Đó. Đây, cửa sổ trời thì là một chạm chống kẹt luôn nha. Đó. Thao tác chỉ có một chạm thôi, rất là dễ dàng. Đó, trên xe này. Và khi không sử dụng thì chúng ta có thể kéo này lại. Đó, giúp chiếc xe của chúng ta nó thoải mái hơn rất là nhiều. Đó. Còn về băng ghế thứ hai thì sao? Cái độ rộng rãi như thế nào? Và phía băng ghế thứ hai của chúng ta thì sẽ có những cái tiện nghi gì? Quý vị hãy cùng em Vinh trải nghiệm ngay cái hàng ghế thứ hai bây giờ nha. Và hiện tại thì em Vinh đang có mặt ở cái hàng ghế thứ hai. Thì cái hàng ghế thứ hai của Cross nó rất là rộng rãi và thoải mái nha. Phần chân này, quý vị có thể thấy em Vinh có thể gần như duỗi thẳng chân ra luôn để có thể thoải mái. Cái ghế này của chúng ta thì có thể ngã được lên tới 30 độ luôn nha.
Nhìn cái tư thế ngồi chúng ta nó cực kỳ tuyệt vời luôn ở trên chiếc Cross này. Đó. À, có cửa gió phía sau, hai giắc sạc USB 2.1A phía sau. Đó. Có tay cầm phía sau, dây đai an toàn 3 điểm, bệ tỳ tay rất là đầy đủ nha. À, về những cái an toàn trên xe thì Cross cũng được trang bị rất là đầy đủ. Ngoài những cái tính năng an toàn trong gói an toàn Toyota City Sense ra, cam 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, thì chúng ta còn được trang bị như là 7 túi khí, hệ thống khung ngầm TNGA, cân bằng điện tử, hỗ trợ kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc đều sẽ được trang bị hết trên chiếc xe Cross phiên bản 1.8V này. Ngoài ra, 7 túi khí đó sẽ giúp chúng ta an toàn và yên tâm hơn khi sử dụng mẫu xe Toyota Cross này. Đó là những cái tính năng an toàn và tiện nghi trên chiếc xe Cross. Còn về cái phần quan trọng nhất đó chính là mức giá của chiếc xe Cross này thì sao? Em sẽ gửi tới quý anh chị ngay bây giờ về mức giá của mẫu xe Toyota Cross phiên bản 1.8V này. Về mức giá thì nhà máy Toyota Việt Nam công bố với chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này với mức giá là 846 triệu đồng dành cho chiếc xe Cross phiên bản 1.8V của chúng ta. Và giá xe lăn bánh em Vinh cũng sẽ gửi tới quý anh chị ngay bây giờ. Đối với những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, mức giá lăn bánh tạm tính dành cho phiên bản 1.8V đang đứng kế bên em Vinh đây nó sẽ rơi vào tầm khoảng 955 triệu đồng. Và những khách hàng có hộ khẩu tại các tỉnh lân cận như là Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì mức giá dự kiến lăn bánh của chiếc xe này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 935 triệu đồng. Giá trên là chưa bao gồm bất kỳ chương trình khuyến mãi nào nha quý anh chị nha. Và hiện tại Cross của bên em đang có rất là nhiều xe có thể giao liền trong tháng 10 cho quý anh chị luôn. Nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Cross này đủ màu ngoại thất và đủ màu nội thất để quý anh chị có thể lựa chọn. Nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đừng ngần ngại gì, nhấc ngay máy điện thoại lên và gọi vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái báo giá và chương trình khuyến mãi mới nhất nha. Cùng với đó thì hiện tại bây giờ chương trình trả góp của mẫu xe Cross đang rất là tuyệt vời khi lãi suất chỉ từ 0.56% cho một tháng thôi là khách hàng có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Với mức đầu tư ban đầu quý anh chị trả trước chỉ đâu đó tối thiểu tầm khoảng 280 triệu đồng đối với những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh thôi là chúng ta có thể sở hữu chiếc xe Cross này về nhà rồi. Và thời gian vay thì rất là dài, từ 1 cho đến 8 năm, thoải mái để chúng ta có thể chia nhỏ thời gian ra sao cho phù hợp nhất với nhu cầu tài chính của chúng ta nha. Và dành riêng cho những khách hàng nào mà đang muốn đến trực tiếp đại lý thì đại lý của bên em là Toyota Tân Tạo, nằm tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nên những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom hãy ghé tại đại lý Toyota Tân Tạo bên em nha. Liên hệ gặp trực tiếp em Vinh để nhận được cái báo giá, đi xem trực tiếp, lái thử trải nghiệm chiếc xe Cross này để đưa ra cái phương án mua xe sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của mình nha. Và đừng quên nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh để đón xem nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Dành cho em Vinh 30 giây chia sẻ video này lên các trang mạng cá nhân như là Facebook, Zalo để nhiều khách hàng biết tới hơn về mẫu xe Cross này nha. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.